Tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Đại tướng Tô Lâm đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đại tướng đã chúc mừng đồng chí Trần Quốc tỏ và chia sẻ đây là niềm vinh dự, niềm tự hào của cá nhân đồng chí, đồng thời cũng là niềm vui, niềm vinh dự tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Tô Lâm cũng mong muốn thời gian tới, đồng chí Trần Quốc tỏ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm là những người lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.